Mến chào các bạn! Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ thập niên và thập kỷ. Trước hết, thập niên. Thập là mười, niên là năm. Thập niên có nghĩa là mười năm. Có nhiều từ vựng liên quan đến từ niên, thí dụ như niên khóa, tất niên, tân niên. Thí dụ, trong thập niên 80 của thế kỷ 20, nghĩa là từ năm 1981 đến năm 1990, đất nước ta bắt đầu đổi mới. Thứ hai, thập kỷ. Trong tiếng Hán, nét nghĩa thập kỷ là 10 năm không có có thể nét nghĩa này được phái sinh do thói quen ngôn ngữ của người Việt trong quá trình Việt hóa từ này. Vì thế, chúng ta dùng từ thập niên thì đúng hơn. Tuy nhiên, thay vì nói thập niên 80 của thế kỷ 20, ta có thể nói những năm 80. Thí dụ, từ nửa sau những năm 80 Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới với lượng dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần của Mỹ, gấp 1,5 lần của Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ xoay sở hay xoay sở mến chào tạm biệt các bạn